Trời thương Phật độ, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận đỏ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho người ngưỡng mộ. Minh Đức Vi hoan hỉ chào đón quý thính chủ tuổi Tân Dậu đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý thính chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý thiên chủ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều các tinh cao chiếu, vận đáo hanh thông, công việc thông thuận, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, tiền vàng nhét chật két. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi xông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 là 44 tuổi âm lịch và 43 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, vận niên và tứ trụ. Xét về thiên can. Luận tử vi tuổi Tân Dậu 1981 năm 2024 nữ mạng cho thấy thiên can tuổi này là Tân thuộc hành kim, gặp năm Giáp Thìn thiên can giáp thuộc hành mộc là bình hòa. Trong năm 2024 người tuổi này công việc không có chuyển biến khởi sắc, cơ bản duy trì ở mức bình thường. Nếu chủ mệnh có dự định thay đổi công việc trong năm này thì cân nhắc kỹ lưỡng vì không được lợi. Hơn nữa, ngũ hành kim của can tuổi khắc với hành mộc của can năm nên người tuổi này cần chú ý về sức khỏe. Xét về địa chi. Địa chi của tuổi là Dậu, gặp địa chi của năm 2024 địa chi là Thìn, chủ về quan hệ nhị hợp. Năm này người tuổi Tân Dậu có sự mở mang thêm về công việc kinh doanh. Khi ra ngoài chủ mệnh được quý nhân hỗ trợ và sớm đạt những kết quả tốt đẹp theo kỳ vọng. Ngoài ra khi xét về ngũ hành địa chi tuổi là Kim, gặp ngũ hành địa chi năm 2024 là Thổ, tương sinh, tốt. Vì vậy năm Giáp Thìn 2024, bản thân xuất tiền cho đầu tư hay kinh doanh, buôn bán đều có lợi. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Tân Dậu nữ mạng năm 2024 nhận thấy, người tuổi này có ngũ hành thuộc Mộc, gặp năm 2024 Giáp Thìn ngũ hành thuộc Hỏa, mối quan hệ chủ về sinh xuất. Năm này mọi việc tiến hành có thuận lợi, nhưng cơ bản có đầu mà không có đuôi, nhưng cứ cẩn thận, nghiêm túc cố gắng ắt sẽ thu được thành quả. Ngoài ra chủ mệnh thuộc hành Mộc, chú ý các vấn đề liên quan đến sức khỏe, có thể có bệnh về ngực. Xét về cung phi. Xem tử vi 2024 Tân Dậu nữ mạng cho thấy, cung phi của người tuổi này là Cấn ngũ hành thuộc Thổ, gặp cung phi của năm Thìn là Chấn ngũ hành Mộc, tương ứng lục sát, xấu. Trong năm làm việc gì bản thân cũng đều phải cẩn trọng, dễ có người xấu phá hoại. Thiếu thuận hòa trong mối quan hệ tình cảm và thị phi, kiện tụng có thể đưa tới. Quan hệ về ngũ hành trong cung phi năm Giáp Thìn, tương khắc với ngũ hành cung phi của người tuổi này, tiền bạc kinh doanh không được lợi. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa hòa, chủ về trong năm nay công việc làm ăn tuy không có sự thay đổi, nhưng khi có khó khăn thì gặp được quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra tiền bạc có sự tiêu pha nhiều và có thể gặp thị phi đưa tới. Vận niên năm 2024. Vận niên của nữ Tân Dậu trong năm 2024 là mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Điều này dự báo năm tới sẽ là một năm mà mệnh chủ cần phải dựa vào sức mình là chính. Đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để bản mệnh khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh. Lời khuyên được đặt ra dành cho quý nữ trong năm Giáp Thìn là nên ưu tiên trau dồi các kỹ năng sống và làm việc cho bản thân. Nếu có kế hoạch nào muốn phát triển thì nên dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng từ giờ. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy
trong năm Giáp Thìn này đối với quý cô tuổi Tân Dậu. Sự nghiệp của quý cô nhìn chung có những bước tiến bền vững trong khoảng thời gian này. Nhiều khó khăn đã được đẩy lùi, những cơ hội có xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì dễ gặt hái được thành công. Tình hình tài chính cũng có những dấu hiệu lạc quan, quý cô cần nghiêm túc cố gắng sẽ có một năm tiêu xài dư giả, không phải lo lắng quá nhiều. Sao chiếu mệnh? Tuổi Tân Dậu nữ mạng, sinh năm 1981 năm 2024, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch là một sao xấu chủ về công việc trong năm cần giữ gìn và cẩn trọng. Kinh doanh làm ăn năm này có thể bị phá hoại bởi người xung quanh. Tiền bạc tiêu pha nhiều và thậm chí còn trắng tay. Việc quân sự cũng nên đề phòng. Trong các tháng âm lịch như tháng 2, 5 hoặc 8 là xấu nhất năm này, kỵ dùng màu trắng và người mạng mộc gặp Thái Bạch là xấu nhất so với hạn khác. Vận hạn trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, gặp hạn Thiên La. Hạn Thiên La khiến chủ mệnh tuổi này trong năm Giáp Thìn sức khỏe có những chuyển biến không được tốt. Dễ bệnh tật hoặc bị ốm đau lâu ngày, khó tìm được phương cách điều trị hiệu quả. Nhiều khả năng bệnh tật do quỷ ma quấy phá. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy, năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Dậu, chủ về những thay đổi về công việc, tiền bạc khó khăn, đau ốm lâu khỏi và gia đình xảy ra mâu thuẫn. Mong rằng những dự đoán về tử vi nữ mạng 1981 năm 2024 trên đây sẽ giúp quý cô có được sự chủ động và định hướng chuẩn bị cho một năm thuận lợi hơn. Xét về vận trình sự nghiệp cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Dậu có con đường công danh, sự nghiệp như được thay đổi một làn gió mới. Phát huy được khả năng của mình, lại được quý nhân nâng đỡ, nên dễ dàng chạm tay vào cơ hội, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Nhờ vào tinh thần mưu lược, ứng biến, thông minh mà nghề nghiệp chính của quý cô sẽ được đảm bảo, quý cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quý cô thể hiện được sự mưu lược cần có, khi cần đưa ra quyết định lớn không lo ngại hay do dự, dám nghĩ dám làm. Công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Năm này quý cô nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc, quý cô có số được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Với tinh thần chăm chỉ cần cù, quý cô sẽ mang về nhiều cơ hội làm việc tốt, có điểm nhận nhiều lợi lộc từ công việc chính. Tuy vậy, khi vận trình ở thế tốt, quý cô tuổi Tân Dậu cũng cần học cách khiêm tốn và kiềm chế cá tính của bản thân. Đôi lúc sự tác động của thương quan làm cho quý cô cá tính ngang tàng bộc phát, phá bỏ mọi quy tắc, mọi luật lệ. Điều này sẽ đẩy quý cô tới bước ngông nghênh, coi trời bằng vung, không tốt cho con đường thăng tiến của bản mệnh. Xét về phương diện tài lộc cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Tân Dậu bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy vận trình tài lộc được rộng mở, nguồn thu nhập chính sẽ được đảm bảo, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Quý cô tuổi Tân Dậu cũng là người giỏi trong việc kinh doanh, buôn bán. Năm này là thời điểm lý tưởng để quý cô cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Tuy nhiên quý cô tuổi Tân Dậu trong năm này cần phải chú ý, tỉnh táo và có bản lĩnh, tránh bị cám dỗ, khiến bản thân sa vào tà đạo, kiếm tài lộc bất chính, do sự tổn thất của người khác mà bản thân thu về lợi lộc. Về con đường tài lộc của quý cô tuổi Tân Dậu trong năm này, nhìn chung tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả đáng mừng. Quý cô chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, có một năm buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên, quý cô cảm thấy an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên trong năm này, quý cô tuổi Tân Dậu nên chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, kẻo tài lộc bị suy yếu. Trong năm 2024, tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo, quý cô nên thận trọng khi hợp tác làm ăn cũng như chọn đối tác, bạn bè, người phụ tá sẽ tốt hơn.
Xét về phương diện tình cảm, cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Tân Dậu cũng khá tốt, thiên hỷ các tinh chiếu mệnh, báo tin gia đạo có tin vui. Quý cô được nửa kia của mình giúp đỡ và vượng về con đường công danh, tài lộc. Trong quan hệ tình cảm, quý cô là người biết bổn phận của mình là một người vợ có trách nhiệm, luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Đối với quý cô đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, quý cô là người có mối quan hệ xã giao rộng rãi, không khó để gặp gỡ làm quen được nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến. Khả năng cao, quý cô trong năm này sẽ tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí có thể tiến tới hôn nhân để có được hai cánh tay dìu dắt nhau, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Xét về vận trình sức khỏe, cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý cô tuổi Tân Dậu cần phải để ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Thái tuế ẩn nguyên thần hung tinh, thương quan tọa mệnh ngụ ý nhiều thương tổn, bệnh tật. Năm 2024 có ngũ hành hỏa quá vượng, nên quý cô tuổi Tân Dậu cần chú ý các bệnh dạ dày, đường ruột, máu huyết, hệ tiêu hóa và da. Sự tác động của tử phù là hung tinh, quý cô tuổi Tân Dậu cần phải chú ý bệnh cũ dễ tái phát. Một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo. Năm này, quý cô cũng đang có điềm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên quý cô cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Quý cô tuổi Tân Dậu trong năm này nên duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt, cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Tân Dậu xuất hành vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Dậu gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Tân Dậu. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Tân Dậu 1981, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can,
địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới xông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục phá, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, nam mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Bính Thân, sinh năm 2016, nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa, rất tốt. Tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam Tai năm 2024, quý cô tuổi Tân Dậu Phạm Tam Tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý cô không Phạm Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Tân Dậu Phạm Kim Lâu Xúc. Quý cô cần kỵ chăn nuôi gia súc trong năm này. Tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Tân Dậu trong năm này không phạm hạn Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, không phạm hạn Thái Tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Tân Dậu cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Thiên La và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sự tác động của hạn Thiên La đối với quý cô tuổi Tân Dậu trong năm 2024. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Tức là người nào gặp phải Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn rầu mọi thứ ở tương lai. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục, ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với quý cô tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, sức khỏe. Khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Thứ hai, tình cảm. Các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ.
lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Thứ ba, tâm lý. Để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Sự tác động của sao Thái Bạch đối với quý cô tuổi Tân Dậu trong năm 2024. Sao Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp. Cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Khuyên những người gặp hạn này nên tu thân tích đức, sống hiếu thảo với cha mẹ, kính trên nhường dưới, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tật nguyền. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh, nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn, hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận khá rõ những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình. Vận trình được các tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp của quý cô tiến triển khá hanh thông, thuận lợi, cơ hội thăng tiến đang mở rộng trước mắt. Về mặt tài chính của quý cô tuổi Tân Dậu có dấu hiệu khởi sắc, những kết quả bạn đang đạt được trong thời gian này là nhờ vào nỗ lực trong quá khứ. Sao Thiên Cơ cũng đang thúc đẩy cho bạn cải thiện vận may, có thể phát tài phát lộc trong thời gian này. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để đạt được nhiều thành quả trong tương lai. Tình duyên như ý, nhờ các tinh che chở, người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, cục diện tương xung xuất hiện điểm báo những điều xui xẻo đe dọa vận trình. Đây là thời điểm mà quý cô tuổi Tân Dậu cần nhắc nhở bản thân tập trung hơn cho sự nghiệp. Hãy dành thời gian để bổ sung những kiến thức mình đang còn yếu, đồng thời chăm chú lắng nghe lời khuyên, hướng dẫn mọi người xung quanh. Phương diện sự nghiệp phải gánh chịu những tác động xấu. Quý cô tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và không kiểm soát được cảm xúc cá nhân của mình nên dễ đưa ra những quyết định nóng vội, sai lầm. Quý cô nên cẩn trọng trong từng hành động của mình thì mới có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng 3 âm lịch này, tử vi cho thấy thần tài tọa mệnh, lại thêm nhị hợp che chở.
cho nên con đường công danh sự nghiệp của quý cô trong tháng này có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Quý cô có cơ hội thăng tiến trong tầm tay với bản tính chăm chỉ, nhanh nhẹn, được cấp trên đánh giá cao, hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong tương lai. Về vấn đề sức khỏe, cơ bản được ổn định, không có bệnh tật phát sinh, không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần chú ý giữ gìn khi tham gia giao thông. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vào tháng 4 âm lịch, đối với quý cô tuổi Tân Dậu có vận trình phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tinh, thiên phúc, thiên hỷ, giúp cho quý cô có những cơ hội mới. Được tam hợp trợ mệnh, ở phương diện sự nghiệp, tài lộc, cơ hội thăng quan tiến chức đang mở ra trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện, cho nên quý cô cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Trong công việc, quý cô duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên sẽ được cấp trên coi trọng. Song con giáp này cần phải nhớ, chớ để sự nóng khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng này có phần sa sút. Hung tinh xuất hiện, tiểu nhân quấy phá trong vận trình của mình. Do đó, quý cô cần phải thận trọng hơn trong công việc để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Không nên thả lỏng bản thân, cũng đừng có kiêu ngạo thái quá, kẻo bạn sẽ lọt vào tầm ngắm của kẻ ghen ghét, đố kỵ và phá hoại. Trong quá trình làm việc, dù đôi khi gặp phải khó khăn, trở ngại, thế nhưng đó là điều tất yếu, nếu quý cô muốn trưởng thành, phát triển thì phải vượt qua nó. Tháng này do công việc, sự nghiệp của người làm công việc cố định vẫn khá tốt, việc kinh doanh túc tắc, vẫn có khoản thu về đều, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi Tân Dậu đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Các tinh trợ mệnh có thể sẽ giúp cho quý cô phát huy hết được những năng lực còn tiềm ẩn của mình. Càng đứng trước thách thức, quý cô càng thể hiện được bản lĩnh của mình, mạnh mẽ giành lấy thành công bằng chính sức mình. Trong tháng, khả năng sáng tạo của quý cô tuổi Tân Dậu cũng được nâng cao, liên tục đưa ra những ý tưởng sáng tạo khá mới mẻ. Cơ hội sẽ xuất hiện nhiều hơn, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Tài lộc tốt. Cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, do đó quý cô nên nắm bắt kịp thời để không bỏ lỡ thời cơ cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của bản thân trong tháng này. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 7 âm lịch, vận trình của quý cô tuổi Tân Dậu có điểm báo xấu, quý cô cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao. Bởi họa tiểu nhân rất lớn, dễ gặp phải kẻ lừa lọc, tâm địa xấu xa, vì thế đừng dễ dàng tin những lời xu nịnh của người khác. Tháng này cũng không phải là thời gian thuận lợi cho quý cô tuổi Tân Dậu theo đuổi danh lợi, do đó không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì, vì chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi. Một điều mà quý cô tuổi Tân Dậu nên lưu ý trong tháng này đó là nhất định tránh xa những rủi ro, có nhiều tác nhân gây cản trở cho cuộc sống của bạn trong tháng này. Tình hình sức khỏe của quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá, cơ thể dễ bị ốm bệnh, mệt mỏi. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Tân Dậu vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trúc trắc, vì thế mà tinh thần bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng. Phương diện tài lộc của quý cô cũng không có dấu hiệu phát triển, tiền bạc trong túi mình rõ ràng, nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như quý cô không tỉnh táo và không sớm cân bằng lại thu chi. Người làm kinh doanh có thể phải đối mặt với những rủi ro trong việc đầu tư do kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu cản trở. Quý cô nghĩ tất cả mọi người đều tốt đẹp và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy, dẫn đến tiền mất tật mang. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vận trình của quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng 9 âm lịch đang có những dấu hiệu phát triển tích cực. Cả chuyện tình cảm và công việc của bản mệnh đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn của bạn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của quý cô. Các tinh trợ mệnh giúp cho quý cô nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng trong công việc. Quý cô cũng tạo dựng được uy tín với đồng nghiệp và được cấp trên tin tưởng sẽ được giao cho những công việc quan trọng, làm bàn đạp để phát triển cho đường công danh về sau.
vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tử vi cho thấy, với các quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài tác động và làm phiền. Chuyện tình cảm của quý cô đều suôn sẻ và tiến triển theo đúng như ý muốn. Người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, người đã có đôi có cặp hay các cặp vợ chồng đã dành nhiều thời gian cho nhau, quan tâm và thấu hiểu nhau hơn. Đó là lý do không khó để nhận ra nụ cười hạnh phúc luôn hiện trên khuôn mặt của quý cô. Tình duyên như ý nhờ cát tinh che chở, hứa hẹn đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc thì cũng chẳng thể quay trở lại như lúc ban đầu. Tuy nhiên, dù tài lộc ổn định nhưng bản mệnh tuổi Tân Dậu cũng không nên quá bằng lòng với hiện trạng. Nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Về cơ bản, quý cô tuổi Tân Dậu trong tháng này không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc, sức khỏe tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 11 âm lịch, tháng có hung vận lấn át cát vận, vận trình thăng trầm bất ổn do cục diện tương xung chi phối. Trên phương diện sự nghiệp, những suy nghĩ đa sầu, đa cảm khiến con giáp này tự khép mình lại với mọi người xung quanh. Quý cô không muốn mở mang các mối quan hệ xã giao, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng không có tinh thần cố gắng phấn đấu, chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, không có cạnh tranh hoặc là tranh cãi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu quý cô biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong công việc, thì cát tinh thiên đức vẫn sẽ giúp quý cô có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới, quý cô sẽ có thêm những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy, vận trình của quý cô tuổi Tân Dậu có dấu hiệu khởi sắc. Các hung tinh bị suy yếu, lại thêm cát tinh trợ mệnh, thần tài giúp sức, vượt qua khó khăn lúc trước. Tâm điểm chú ý của quý cô là phương diện tài chính, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này. Việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận là niềm hạnh phúc mà bạn luôn mong mỏi có được. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại, có những thời điểm quý cô phải tất bật với công việc, nhưng bù lại thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, dù quá trình xảy ra có đôi chút trục trặc, thế nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhạy, bạn bệnh xử lý đâu vào đấy. Công việc diễn ra thuận lợi, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, quý cô có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc ở tại thời điểm này. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, việc chi tiêu cũng không hề nhỏ, quý cô cũng nên có kế hoạch chi tiêu cho mình tránh tình trạng thất thoát lãng phí, làm tài khí suy giảm. Về vấn đề sức khỏe, quý cô cần phải cẩn thận và đặc biệt chú ý, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn. Tai nạn về xe cộ, sự hỗn loạn ở chốn đông người, rất dễ xảy ra cảnh dẫm đạp, xô đẩy, dẫn đến bị tổn thương về thân thể. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.